Các bạn ơi, hôm nay mình có một cái chiếc xe ủi rất là đẹp luôn các bạn. Wow. Wow, bây giờ mình sẽ đi ủi, mình ủi nhá các bạn nhá. Ui. Ui các bạn ơi. Ôi, mình đi một cái mình mắc vào cái gì này. Ui. Ui các bạn ơi. Wow, mình kéo cái gì lên. Ui. Mình phát hiện ra mình ở trong cái dưới cái túi bóng này có một con cua màu hồng này các bạn ơi. Ui, đẹp chưa này. Wow, một con cua màu hồng. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, để mình bắt con cua này nhá. Wow, khả năng ở đây nhiều các con vật đấy các bạn ạ. Cho vào cái thau của mình. Ui, ui, đây nữa này các bạn ơi. Wow, đây, đây là một con cua màu hồng nữa. Mình lột cái này lên xem nào. Hai con các bạn ạ. Wow, mình thử lột cái này lên xem có các con vật không. Ui, ui đây này các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra. Đây các bạn ơi, ở trong hang này có một con gì thế này. Đây này, ở cái hang cỏ này các bạn ơi. Ui, một bạn ếch các bạn ạ. Wow, một bạn ếch này. Ui, bạn ấy làm hang ở trong này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì mình đào ra nhá các bạn nhá. Mình có một cái rầm này các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ đào cái hang của con ếch này ra các bạn ơi. Ui, con ếch này. Con ếch này nó ở trong hang rất là to. Là sâu luôn các bạn. Ui, đây rồi. Đấy, đào cái đất này nó xuống thì mới bắt được con ếch này các bạn ơi. Wow, ui, con ếch nó sợ nó chui ra rồi các bạn ạ. Ui, một con ếch đồng nữa, cái hang của nó này. To chưa này các bạn ơi. Ui, ấy. Con ếch đồng này các bạn ơi, to chưa. Wow, hóa ra là ếch mùa đông là nó tìm hang nó trú này các bạn ơi. Ui, hay thế các bạn ạ, bắt được một bạn ếch này. Ui, bạn ấy vừa ở trong hang ra, bạn ấy nhìn này các bạn ơi, hay chưa. Bạn ấy chắc là đói lắm bây giờ các bạn ơi. Mình đi ra đây mình đào được một bạn ếch này. Nhìn xinh xắn chưa này các bạn ạ. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, hay thật các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái gì mình sẽ cho con ếch này vào nhá các bạn nhá. Ồ, mình phát hiện ra ở đây có một cái hộp gì. À, bây giờ mình sẽ cho bạn ếch này vào trong này các bạn ạ. Ui, đậy lắp để cho các bạn này ấm các bạn ạ. Ý, cho các bạn này ếch sẽ đáng yêu của mình vào đây nhá các bạn nhá. Wow, bây giờ mình sẽ lại tiếp tục mình, hành trình mình lại đi tìm các con vật tiếp các bạn ạ. Wow, đây là mình bắt được hai con cua rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bới cái này lên xem nào. Thế còn con cua nào nữa không các bạn ơi. Wow, ui ui. Ui, mình phát hiện ra. Đây này các bạn ơi. Ui, đấy, phát hiện ra ở đây có một bạn ếch hồng nữa này các bạn ơi. Wow, một bạn ếch hồng bạn ẩn ở dưới này này các bạn ạ. Ui, cái hang của bạn ấy đây này. Wow, hay chưa. Đẹp chưa này các bạn ơi. Ui, một bạn ếch hồng nhìn nằm đấy rất là đáng yêu luôn này. Ui, thích chưa này. Wow, làm in ở đây này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Mình bắt bạn ếch hồng này về luôn rồi các bạn ạ. Bạn ấy chui. Giỏi chưa. Wow, hóa ra ở cái này này các bạn ạ. Mùa đông đến là các con bạn con vật là toàn trốn vào ở ngoài đồng, toàn trốn vào cái chỗ này nó ấm ấm đấy các bạn ạ. Ui, nó làm này các bạn ơi. Thế chưa. Wow, hôm nay mình ra mình bắt hai con ếch các bạn ạ. Mình sẽ bắt con mở cái nắp này ra đã các bạn. Đây này. Đây có một bạn ếch như này. Đây lại một bạn ếch hồng nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bắt bạn ếch này nhá. Mình sẽ. Đây rồi các bạn ơi. Ui, to lắm các bạn ạ. Cho vào cái này của mình các bạn ạ. Ui, hai bạn ếch liền này. Ui, thích thế các bạn, đẩy vào để mình sẽ mang về nhà mình nuôi các bạn ạ. Ở trong này mình giải cứu ra được hai bạn ếch. Bây giờ tiếp tục mình để đây. Mình sẽ lại đi tìm xem lật cái này lên xem. Còn các bạn có vật không tiếp không các bạn nhá. Gen. Ui, cái chỗ này hiểm trở thế các bạn ơi. Ô, các bạn ơi, mình đi qua mình phát hiện ra. Ơi, mình nhìn thấy một cái gì thế này các bạn ơi. Ui, một cái con gì có một cái càng rất là to luôn các bạn ạ. Wow, con gì thế này. Ui, ui các bạn ơi. Ui, càng nó to lắm các bạn ạ. Ui, nó ở cái vực này sâu quá. Bây giờ mình phải làm cái gì mình đào lên mình bắt nhá các bạn nhá. Đào nó ra để mình bắt các bạn gì đấy các bạn. Càng rất là to luôn các bạn ơi. Wow. Ui. Ui, các bạn ơi, mình phải lôi lên này. Wow, xem mình lôi ra. Đây là bạn gì đây. Ui các bạn ơi, bám chặt lắm các bạn ạ. Ui, mình cầm càng mình lôi lên này. Wow, ui. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là bạn gì không. Wow, mình lôi được một bạn cua màu cam lên. Ui trời, thích thế các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm các bạn con vật. Ui. Ui, mình phát hiện ra ở đây này các bạn ơi. Đây có một con gì thế này. Ui các bạn ơi, mình cầm đuôi lên xem nào. Wow, con gì thế này các bạn ơi. Ui, các bạn có biết đây là con gì không. Wow, một bạn sâu này các bạn ơi. Ui, một bạn sâu to chưa này. To cái thóc của mình. Wow, đây nữa này các bạn ơi. Ui,
ở dưới cái hang sơ, hang của con sâu có một bạn cua màu cam tiếp này các bạn ơi. Oh, nhiều hang thế các bạn ạ. Cua bây giờ toàn trốn ở trong này thôi các bạn ơi. Oh, 4 con cua một con sâu rồi các bạn. Khả năng ở chỗ này rất nhiều các bạn con vật đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tìm tiếp nhá. Ui mình phát hiện ra. Ui ở cái hang này các bạn ơi, cái hang sâu này lại có hai con cua màu xanh nhìn các bạn ạ. Đẹp lắm các bạn ơi. Wow. Ui đây một con này, đây một con này. Ui mình bắt thôi này các bạn ạ. Wow. Đã cứu được các bạn, một bạn cua xanh nữa này. Ui ở dưới này là có một con nữa này các bạn ơi. Ui đẹp chưa. Ui người bạn này hai cái càng đen xì luôn, người màu xanh các bạn ạ. Cua mùa đông nó mùa ngủ ở dưới này đấy các bạn ạ. Ui tiếp đi tìm tiếp xem nào. Wow. Ui đây nữa này các bạn ơi. Đấy đây lại gặp một con cua nó nằm in ở đây này các bạn ạ. Gặp một bạn cua màu vàng này các bạn ơi. Ui nằm in ở đây này các bạn ạ. Hay chưa. Cho vào đây các bạn ạ. Nào. Ui đây này các bạn ơi. Ở dưới này. Đấy ở dưới cái hang sâu này. Ui có một bạn cua màu vàng này. Ui mình nhìn thấy sâu lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đào lên nhá các bạn nhá. Mình sẽ đào đất này ra các bạn để mình bắt bạn cua này. Ui bạn cua này bạn ấy ở sâu quá các bạn, phải đào hết cái lớp đất này mình mới thò tay xuống mình bắt được các bạn. Đấy nhờ trơ người ra rồi các bạn. Đây rồi. Đấy mình thò tay được xuống rồi các bạn ơi. Wow giải cứu ra được một bạn cua màu vàng nữa này. Wow nhiều cua thế các bạn ạ. Mình tiếp tục xem nào, mình sẽ đi khám phá xem ở cái chỗ này. Ui đấy nữa này các bạn ơi, nhiều thế. Mình phát hiện ra. Ui hay chưa này các bạn, cua bạn ấy toàn chui xuống cái những cái hố sâu này các bạn ấy, bạn ấy trú mưa ngủ đông đấy các bạn ạ, cho nó ấm. Bắt được tiếp đây rồi, nhiều quá các bạn ạ. Đây bạn có thấy không, lại gặp một bạn cua màu cam này, đẹp chưa. Wow cho vào đây nhá. Ui nhiều cua thế các bạn ạ. Sâu này, cua ếch nữa này các bạn ạ. Tiếp tục xem nào, mình sẽ đi mình đào đất tiếp xem nào, xem cái hang này xem có con gì ở bên dưới đây không các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lại gặp một con nữa các bạn ạ. Ui gặp một con cua màu hồng đẹp lắm các bạn ơi. Wow lâu được ra rồi. Wow thật là đẹp các bạn ạ, nhiều cua đẹp thế. Tiếp xem nào, đấy cái đi tìm tiếp chứ. Ui đấy nữa này, nhiều cua thật các bạn ơi. Ui đây 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 đây, đấy đào ra. Wow đây này các bạn ơi, cua ngủ đông này. Ui thích chưa, đào rất là dễ luôn. Wow nhiều thật các bạn ạ. Wow đây lại có một con nữa này. Ui sâu thế, quá là sâu luôn các bạn ạ. Ui đẹp thế. Wow đây rồi, một con cua màu hồng nữa này các bạn ạ. Nhiều cua chưa.